sản phẩm kính thưa tập thể quý vị quan khách quý thân mến, và xin được hân hoan nồng nhiệt và chào đón tập thể quý vị chúng ta trở về chơi tham dự chương trình gặp mặt quý ba và chương trình ca nhạc mang tựa đề Hạ Thương của chúng ta trong ngày vui hôm nay. Kính thưa quý vị, thật là vui và vinh dự cho Minh Đức và Thu Trang được đồng hành trong một chương trình đầy ý nghĩa này. Sau vâng, và lời đầu tiên thì cho phép Minh Đức và Thu Trang sẽ được gửi tới tất cả quý vị đại biểu khách quý một lời cảm ơn chân thành nhất, lời kính chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Quý vị thân mến, từ khi câu lạc bộ gắn kết trao yêu thương của chúng ta được thành lập tới nay, với sự đồng lòng và sự đam mê ca nhạc của toàn thể thành viên câu lạc bộ đã đưa câu lạc bộ của chúng ta ngày càng đi lên. Sau vâng, kính thưa tất cả quý vị thân mến, cứ đến hẹn lại nên chúng ta lại được quy tụ về đây để cùng chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm trong cuộc sống đời thường và cùng hát cho nhau nghe, rồi cùng nhau nghe hát. Và nay đây không chỉ là lần họp mặt thứ 3 và chương trình ca nhạc chào hạ của chúng ta còn tiếp tục tổ chức sinh nhật quý 2 cho các thành viên của trong nhóm. Sau vâng, kính thưa tất cả quý vị quan khách quý thân mến, xuân qua thì hè lại đến rồi và hè đã về và đã tạo cho chúng ta những cảm xúc dâng cao. Trời nhẹ nhẹ dâng cao qua từng cơn mưa rào đầu hạ, làn vực vĩ âm thầm lấp loáng, xa lắm rồi tạm biệt nhé mùa xuân. Ta thẫn thờ buông tóc một khúc mộng mưa, trong sao xuyến hồn ta vào hạ, ơ này cơn mưa chiều hới hạ, có gì quen lạ những mùa đi. Dạ vâng, kính thưa tất cả quý vị quan khách quý thân mến, và thật vui, thật vinh dự cho ban tổ chức câu lạc bộ gắn kết trao yêu thương được chào đón tất cả quý vị chúng ta trở về đây để cùng tham dự một chương trình ca nhạc được mang tựa đề Hạ Thương. Và quý vị thân mến, và một lần nữa thì cho phép ban tổ chức chúng tôi cũng không phải để quý vị chúng ta phải thật sự chờ lâu hơn nữa. Vậy một lần nữa cho phép Minh Đức và Thu Trang, chúng tôi xin chính thức và trịnh trọng được công bố chương trình ca nhạc xin chính thức được bắt đầu. Sau vâng, kính thưa tất cả quý vị quan khách quý thân mến, và một lần nữa thì cho phép Minh Đức và Thu Trang, chúng tôi xin phép được đại diện và thay lời cho ban tổ chức xin được trân trọng kính mời tới tất cả các quý vị đại biểu khách quý đến sau. Những ai chưa đăng ký những ca khúc yêu thích nhất của mình thì xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng trở về với trung tâm sân khấu và cùng đăng ký những ca khúc tuyệt vời và hay nhất để gửi tặng lại cho tất cả quý vị đại biểu khách đang có mặt tại đây. Và cũng như để mở đầu cho chương trình ca nhạc thì xin được trân trọng kính mời tới tất cả quý vị chúng ta cùng trở về với một ca khúc đã từng lay động hàng triệu con tim người nghe, và ca khúc được mang tựa đề Tổ quốc gọi tên người. Dạ vâng, và với sự thể hiện của nam ca sĩ Ngọc Quyết Hà. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng đón nghe và cùng thưởng thức.